Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra những object và cách quản lý layer bằng Scene Explorer. Mình vào phần bảng Create, phần Geometry, ở trong vấn đề mặc định là Standard Geometry, mình sẽ tạm thời tạo một cái box. Mình sẽ phóng to khung nhìn perspective này bằng cách nhấn Alt Tab W. Mình tạo một khối bóp bằng cách nhấn giữ chuột, kéo để tạo ra được cái nền. Sau đó thả chuột ra, nâng chuột lên để tạo chiều cao. Tương tự với những khối như sphere, khối cầu, các bạn chỉ cần nhấn giữ chuột là có thể tạo được. Khối con thì phức tạp hơn một chút xíu, là các bạn nhấn giữ để tạo nền. Sau đó các bạn nâng lên để tạo chiều cao. Các bạn thả chuột ra, nhấn lại một lần chuột trái nữa để xác định bán kính thứ hai của khối con này, khối hình nón này. Trong Standard Geometry, các bạn có thể tạo ra rất là nhiều những object cơ bản. Và có những object mẫu như một cái ấm trà. Ngoài ra, ngoài Standard Geometry ra, các bạn cũng có thể truy cập vào những menu khác của phần Geometry. Mình lấy ví dụ như Door là cửa. Mình sẽ chọn cửa bản lề Pivot Door. Mình nhấn giữ chọn hướng mà mình mong muốn. Sau đó thả chuột ra. Mình xác định độ rộng của cái cửa và mình nhấp chuột thả lên để xác định chiều cao của cái cửa. Mình cũng có thể vào bảng Modify hoặc chỉnh trực tiếp trên Parameter ở trong phần Create, nhưng mình khuyến khích các bạn nên vào Modify để chỉnh sửa. Mình nhấn vào bảng Modify, sau đó chỉnh độ cao của cái cửa. Mình chỉnh lên một chút xíu. Mình có thể gõ chính xác là khoảng 2 mét. Hai mét là 200 cm. Vâng. Và với những vật thể mà các bạn tạo ra, những vật thể mẫu không phải là Standard Geometry, mà các bạn có thể truy cập để tạo ra nhiều object mẫu hơn mà các bạn mong muốn. Từ đó các bạn có thể chỉnh sửa nó theo ý thích của mình, cho nó phù hợp với món đồ mà bạn muốn dựng. Với cánh cửa thì các bạn cũng có thể mở nó ra, mở nó vô như thế này, khá là thú vị. Phần tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn đó chính là Layer Explorer, Scene Explorer. Scene Explorer là một toolbar cực kỳ hữu dụng. Nó có menu và toolbar ở mini ở đây. Thì về phần Scene Explorer, nó cho phép mình quản lý tất cả những object ở trong scene. Hiện tại mình có 5 object và layer mặc định là layer default chứa 5 object này. Mình cũng có thể tạo những layer riêng của mình, giống như trong một cái nhà có những căn phòng và trong những căn phòng nó lại có những cái tủ để các bạn có thể chứa những đồ vật mà các bạn muốn chứa. Đó là một cách để các bạn quản lý
những object của các bạn một cách hợp lý nhất. Ví dụ như bây giờ mình gom 4 object này, 3 object thôi, 3 object này, một cái hình nón, một cái hình hộp và một cái ấm trà vào trong một layer khác. Mình chỉ cần chọn create new layer có biểu tượng dấu cộng ở đây. Mình nhấn vào và ngay lập tức nó tạo cho mình một layer mới và mình có thể đặt tên nó là 1, 2, 3, ví dụ như vậy. Để điều hiện là có 1 object, 2 object và 3 object. Với những object còn lại như khối cầu và cánh cửa, mình sẽ chọn khối cầu và cánh cửa, sau đó mình chọn New Layer để tạo ra một layer tiếp theo mà mình đặt tên là cầu cửa. Mình ví dụ như vậy. Trong layer bạn cũng có thể đổi tên. Thay vì các bạn nhấp vào khối box này và đổi tên trực tiếp ở đây là hộp, các bạn cũng có thể đổi tên bằng layer bằng cách nhấp chuột phải vào và chọn rename, là ví dụ mình gõ đây là hình nón. Các bạn cũng có thể xóa những vật thể ở trong scene của mình bằng cách nhấn chọn vật thể và nhấn delete, và các bạn cũng có thể delete trực tiếp ở trong layer, trong scene explorer bằng cách nhấn delete hoặc nhấp chuột phải và delete. Mình sẽ nhấn Ctrl Z trở lại. Trong scene explorer các bạn cũng có thể đóng băng vật thể. Mục đích của việc đóng băng là làm cho các bạn không thể chọn nó nữa. Mình sẽ ví dụ mình đóng băng hình nón và cái ấm trà. Và bây giờ mình sẽ không thể chọn được vật thể là hình nón và ấm trà. Mình sẽ tháo đóng băng của hai vật thể này ra. Và nếu như mình chọn đóng băng một layer chứa tất cả những object ở trong layer đó thì những object ở trong layer đó cũng bị đóng băng. Và như các bạn thấy, mình không thể chọn được bất kỳ một object nào. Mình sẽ tháo đóng băng của layer này ra. Bây giờ mình muốn di chuyển khối cầu này vào trong layer 1, 2, 3 có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn cầm kéo thả lên layer 1, 2, 3. Mình sẽ nhấn Ctrl Z. Cách thứ hai là các bạn chọn những layer này, chọn layer bằng cách nhấn vào biểu tượng của ba cái layer ở đây cho nó xanh lên, tức là các bạn đang chọn layer. Các bạn đang chọn layer và các bạn chọn vật thể. Sau đó các bạn chọn Add to Active Layer. Ngay lập tức khối cầu này đã được đưa vào cái layer các bạn đang kích hoạt, gọi là Active Layer. Phần tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó chính là Window Crossing. Đây là một chế độ lựa chọn vật thể đặc biệt. Đặc biệt như thế nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau đây. Mình sẽ tạo ra một khối box ở đây, một khối box bên cạnh nhưng lại bị đè lên, một khối box nữa nhỏ hơn và một khối hình hộp chữ nhật rất dài ở phía ngay phía bên dưới nhưng cũng bị đè lên. Như các bạn thấy, những khối hình hộp chữ nhật này
đều bị đè lên nhau. Các bạn muốn chọn bốn object này rất đơn giản. Các bạn chỉ cần cầm chuột, kéo, nhấn giữ và kéo cho đến khi các bạn cảm thấy như bao quát hết tất cả những object này thì là được. Và mình sẽ thả chuột ra. Bốn object này đã được chọn. Ví dụ như bây giờ mình chỉ muốn chọn object nằm ở giữa này thôi, thì hoặc là mình chọn bằng cách nhấn vào object đó. Thứ hai là mình sẽ quét chọn. Nhưng trong trường hợp này mình không thể quét chọn được điều đó. Để giải quyết vấn đề quét chọn, trong một số trường hợp scene của bạn rất lớn và những object của bạn chồng lên nhau rất nhiều, các bạn chỉ muốn chọn một vật thể nằm trong vùng quét chọn của các bạn. Các bạn chỉ cần nhấn vào Window Crossing. Sau khi bật chế độ này lên, các bạn chỉ cần quét chọn đầy đủ object nằm của bạn muốn nằm trong phần các bạn đang quét, thì ngay lập tức object đó của các bạn đã được chọn. Những object khác không được chọn bởi vì phần quét của các bạn không bao gồm tất cả những object mà các bạn đang đi qua. Để có thể lựa chọn được object ở phía dưới cùng này, các bạn chỉ cần làm sao cho phần quét chọn bao gồm object các bạn muốn chọn là được. Như các bạn thấy, rất đơn giản. Như mình nói, trong những scene cực kỳ lớn, những object cực kỳ nhiều và khả năng chồng lên nhau là rất có khả năng đó, rất là cao, thì Window Crossing sẽ giải quyết cho các bạn được những vấn đề khó làm đấy. Phần tiếp theo là phần phím tắt của phần di chuyển, phần xoay và phần thu phóng là Scale. Ở đây mình đang chọn ở chế độ Select and Move, tức là chọn và di chuyển. Select and Move. Tiếp theo mình sẽ chọn chế độ Select and Rotate, có nghĩa là chọn và xoay. Như các bạn thấy, mình đang xoay vật thể. Mình sẽ di chuyển nó qua bên phải một chút. Và Error tương đương với Scale. Tất cả các phím tắt vừa rồi là W và cho phần di chuyển, E là cho phần xoay, và Error là cho phần Scale. Mình sẽ Scale nó tất cả những chục mà mình mong muốn. Các bạn chỉ cần đưa chuột vào các tọa độ làm sao cho nó có màu vàng sáng lên là các bạn có thể scale theo cái trục mà mình mong muốn. Tiếp theo là mình sẽ nói về phần snap. Ở đây mình đưa chuột vào biểu tượng số 3 và cấu cục nam châm, tức có nghĩa là snap. Snap ở đây có nghĩa là các bạn bắt điểm. Để bắt điểm được, có rất là nhiều loại bắt điểm. Mình sẽ nhấn chuột phải vào biểu tượng để bật bảng Grid and Snap System. Có rất nhiều chế độ bắt điểm, như chế độ bắt điểm Grid Point. Mình sẽ nhấn vào Grid Point đầu tiên, bật chế độ này lên. Tạm thời mình sẽ di chuyển những object này ra phần grid để cho các bạn dễ hiểu. Mình sẽ chọn khối cầu. Và mình sẽ chọn trục X và Y một cùng một lúc để có thể di chuyển trên mặt phẳng X, Y.
mà không làm thay đổi trục Z. Như các bạn thấy, việc bắt điểm cực kỳ chính xác ở trên các grid của viewport. Bắt điểm tức có nghĩa là như vậy, bắt từ điểm này sang điểm khác. Mình sẽ tắt chế độ grid đi và bật chế độ vertex lên, là ở chế độ bắt điểm của điểm. Mỗi một object ở đây nó đều có một vertex được đặt tên riêng biệt. Vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân và vân vân. Mà bây giờ mình sẽ tắt snap đi. Phím tắt cho phần snap này là chữ S. Mình sẽ di chuyển tới gần. Mình sẽ di chuyển tiếp hình hộp này tới đây. Mình sẽ xoay ở cái góc view dễ nhìn ở đây. Bây giờ mình sẽ chọn trục Y và mình sẽ snap vào, bắt điểm vào một điểm ở trên cái vật thể này. Mình sẽ xác định là điểm này chẳng hạn. Mình bật snap lên, mình chọn trục Y và mình sẽ snap vào điểm ở đây. Như các bạn thấy, thực tế mà nói thì khi các bạn snap chỉ cần xuất hiện cái đường màu xanh, đường kéo màu xanh ở đây. Đường kéo này hiện tại nó đang là màu vàng. Và chỉ cần nó xuất hiện màu xanh tức là các bạn nó snap đúng. Nhưng đây vẫn không phải là điều mình mong muốn. Điều mình mong muốn sẽ là snap điểm này vào điểm này. Để làm được điều này, các bạn chỉ cần đưa chuột vào điểm mà bạn mong muốn. Và trước tiên thì các bạn nên để chuột vào trục của tọa độ. Trục X, Y, Z sẽ lập, ba trục sẽ lập tức sáng lên, tức có nghĩa là các bạn đã chọn đúng. Các bạn chỉ cần click trục trái vào cái ô tròn đang xuất hiện ở đây, nhấn vào và ba trục này đang được kích hoạt. Ngay lập tức các bạn có thể di chuyển chuột cho đến khi xuất hiện cái dấu translation mình move ở đây, cái dấu move. Sau đó các bạn nhấn và giữ, cầm kéo thả cho đến khi nào các bạn bắt được đúng điểm mà các bạn mong muốn thả được. Các bạn thả chuột ra và lúc này điểm của các bạn đã được bắt chính xác. Thực hành tương tự như ở trên cái offset tiếp theo, mình sẽ bắt điểm ở dưới này lên trên điểm ở trên này, tức là có nghĩa là nó sẽ bị chồng lên như các bạn thấy, cực kỳ chính xác. Đó là ý nghĩa của phần snap. Còn những thứ khác như pivot hay là edge segment face midpoint mình sẽ nói sau, bởi vì nó trong những trường hợp phức tạp hơn thì những thứ này cần được giải thích kỹ hơn để cho các bạn dễ hiểu. Tạm thời mình sẽ tắt nó đi và mình sẽ nói về phần angle snap tiếp theo, là cái nút, cái biểu tượng nam châm với một cái góc vuông. Mình sẽ kích hoạt nó và phím tắt cho biểu tượng này là chữ A. Mình nhấn chữ A để kích hoạt. Trước tiên mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ giải thích
Khi các bạn ở trong chế độ rotation, rotate tức là đang xoay, các bạn xoay nó bất kỳ một góc nào như các bạn thấy, thì các số của các trục này nó thay đổi rất là ngẫu nhiên và không theo một quy tắc nào cả. Nó tùy thuộc vào cái mức độ kéo chuột của các bạn ở trên bàn di chuột. Để tránh trường hợp ngẫu nhiên như thế này, các bạn có thể bật angle snap lên, nhấp chuột phải vào nó để chọn những con số mà các bạn muốn xoay chính xác như 5, 10, 15, 20 theo từng bước. Ở đây mình sẽ ví dụ số 5 trước. Mình sẽ nhấp để xoay trục X trước. Như các bạn thấy, 5, 10, 15, 20 mỗi bước được tăng lên 5 lần. Mỗi bước được cộng lên 5 lần, 5 góc. Và nếu con số này mình tăng lên thành 20 thì mỗi lần mà mình xoay góc sẽ được cộng 20 đơn vị. Như các bạn thấy, 100, 120, 140, 160, vân vân. Và cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ đưa về số mặc định là con số nhỏ mà yêu thích của mình. Mình sẽ tạm thời tắt nó đi. Tiếp theo là phần mình muốn nói là phần Transform Type In. Trong mục Transform Type In, khi các bạn để ở các chế độ như Move, Rotate hoặc là Scale, thì Transform Type In sẽ thể hiện ra cho các bạn những tọa độ chính xác của các trục mà các bạn đang làm ở trên viewport. Mình lấy ví dụ trước là trong phần Move. Ở đây vị trí là 100 trừ 1 x là trừ 111,442. Những con số cực kỳ lẻ. Những con số rất là lẻ. Thì giả sử như mình muốn dời sang bên trái màn hình, tức là trục Y tăng lên khoảng 100 đơn vị, thì mình sẽ phải nhớ là tăng lên 100 đơn vị thì trừ 111 sẽ là trừ 211. Mình sẽ gõ đây số 2. Mình xin lỗi. Gõ đây là tăng lên 100 đơn vị sẽ là cộng 100 sẽ là 135. Và việc đó sẽ rất là khá là đau đầu nếu như có những con số mà bạn muốn tăng không phải là số chẵn. Thì để giải quyết cho vấn đề không phải là số chẵn như vậy, thì các bạn chỉ cần đổi chế độ từ Absolute Mode chuyển sang chế độ Offset Mode. Giả sử như bây giờ mình muốn đưa trục Y này lên khoảng 100 đơn vị hoặc là 105 đơn vị, thì mình không cần phải cộng trừ nhân chia trên con số gốc nữa, mà mình chỉ cần nhấn 105,05 đơn vị. Ngay lập tức object của mình đã di chuyển lên đúng với con số mà mình mong muốn. Mục đích của offset mode trong phần transform type in là như vậy, rất là hữu dụng. Tương tự, các bạn có thể làm với rotate hoặc là scale. Riêng với scale, các bạn sẽ thấy hai giá trị Y và Z bị mờ đi và chỉ có giá trị X là sáng lên. Và nếu như các bạn thay đổi trục X thì toàn bộ những các trục còn lại sẽ bị thay đổi theo. Để giải quyết cái vấn đề thay đổi hai trục còn lại đó, các bạn có thể nhấn phím F12. Khi các bạn nhấn phím F12 thì cái bảng này sẽ có tên là Scale Transform Type In. Ở đây từ Absolute nó sẽ có một cái tên gọi là Local,
Local có nghĩa là cá nhân, có nghĩa là chỉ ảnh hưởng cá nhân của từng trục này thôi, chứ không có ảnh hưởng đến toàn bộ các trục như phố 100 ở đây, tức là work. Nếu như mình thay đổi work như các bạn thấy thì cũng tương tự như hồi nãy mình làm ở trên form style in ở dưới, là mình thay đổi con số 100 ở đây, không khác gì cả. Và toàn bộ các trục như các bạn thấy, toàn bộ các trục x, y, z đều thay đổi giống nhau. Riêng khi các bạn bấm phím F12, các bạn có thể thay đổi từng trục như thế này, cực kỳ thoải mái. Tiếp theo, mình sẽ nói với các bạn một khái niệm gọi là grid. Như các bạn hồi nãy cũng thấy, ở đây có một chữ gọi là grid, grid point. Thì ở trên viewport các bạn thấy những đường lưới như thế này được đan với nhau, thì mỗi một ô như thế này gọi là một grid. Mỗi một ô gọi là một grid. Thì grid chỉ có khái niệm là như vậy thôi. Nó là một cái nền cơ bản của mask. Và các bạn thấy những đường đen ở đây không? Đó cũng gọi là một cái mặt. Đây là những cái mặt cắt của những cái grid khác nhưng người ta không thể hiện ra. Và đó chính là những cái mặt phẳng là top, front, left để cụ thể coi như là cho các bạn hình dung, thì mình sẽ kéo top. Thì các bạn thấy khi mình làm một cái mặt, mình tạo ra một cái mặt phẳng ở trên top, thì cái mặt phẳng này nó nằm ở trên một cái mặt phẳng ảo, chính là cái grid vừa rồi mà nó đang thể hiện ra. Nếu như mình tạo một cái mặt phẳng trên front thì nó cũng sẽ có một cái, nó sẽ tạo ra cái mặt phẳng này, nó sẽ được tạo ra trên một cái mặt phẳng ảo tên là front. Đây, như các bạn thấy nó nằm chính xác ở front. Và nếu như mình tạo ở trên cái mặt phẳng left thì các bạn cũng sẽ thấy một cái tương tự, nó sẽ nằm chính xác ở cái đường này và đi lên. Đây, mình sẽ tạo một cái mặt phẳng gọi là mặt phẳng left. Đây chính là những mặt phẳng ảo này không xuất hiện, nhưng chúng ta phải 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 hiểu là nó có. Vì tại sao ạ? Bây giờ mình sẽ giải thích là tất cả những cái vật thể mà chúng ta tạo ra, nó luôn luôn có gốc nằm ở cái mặt phẳng đó. Và trục Z, cái trục mà trục trục màu xanh dương á, nó hướng lên trên. Ví dụ như bây giờ chúng ta tạo mặt phẳng top, mình sẽ chọn cái cylinder cho nó dễ. Mặt phẳng top thì gốc tọa độ của cái cylinder này sẽ nằm ở trên cái mặt phẳng đó, và trục Z của nó sẽ hướng lên trên. Cho dù các bạn có đi kéo cái object này xuống hoặc là kéo lên trên thì trục Z của cái vật thể này nó vẫn hướng lên trên. Và để kiểm tra cái trục của cái vật thể này có đúng là nó hướng lên trên hay không thì mình sẽ vào phần cái bảng hierarchy, mình chọn effect private only. Thì như các bạn thấy, bây giờ mình sẽ nhấn cái phím Q hoặc là nhấn vào phím Select Object cho các bạn dễ hình dung. Như các bạn thấy, nó có những cái trục mà nó được làm lưới đi. Thì đó chính là những cái
cái trục gốc của object, và như mình nói trục z nó hướng lên trên. Tương tự mình vào bây giờ mình quay lại phần create, mình tạo cylinder ở trên front. Trên front thì thế nào nó cũng sẽ nằm ở ngang ngang ở đâu, ở đây là nó đi ra này. Ví dụ ở đây đi. Đấy, mình tạo ở trên front thì cái gốc tọa độ của object sẽ nằm ở trên cái mặt phẳng front, và trục z sẽ được hướng đi ra ngoài mặt phẳng front. Và chính xác thì trục z nó nằm ở đây, nó từ gốc nó đi ra ngoài. Như các bạn thấy ở đây nó cũng có cái front này, nếu mình xoay cái view cup thì các bạn sẽ thấy có một cái chữ front nho nhỏ ở đây, và có một cái chữ left nho nhỏ ở đây. Tương tự như mình tạo một cái cylinder nằm nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, các bạn thấy nó cũng nằm ở trên cái mặt phẳng, gọi là mặt phẳng left. Thì trong mask nó có ba trục cơ bản, thì nó cũng có ba mặt phẳng để chứa ba cái trục này. Và mặt phẳng đầu tiên đó chính là mặt phẳng z. Mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng y. Mặt phẳng thứ ba mà chứa cái mặt phẳng left này nè, chính là mặt phẳng x. Vậy thôi, rất là đơn giản. Thì tất cả những cái vật thể này, nếu như các bạn tạo ra ở trong tọa độ 3D thì nó sẽ bắt điểm đầu tiên ở cái mặt phẳng mà của các trục này. Nhưng mà còn có một cái thú vị mà mình muốn nói với các bạn, đó là cái nút auto grid ở đây. Nếu như bây giờ mình giả sử như mà mình vẽ một cái ấm trà như thế này, đúng không? Bây giờ mình muốn vẽ một cái ấm trà tiếp theo, nhưng mà có cái đáy của cái ấm trà, cái đáy của nó nằm ở dưới này, áp lên một bề mặt nào đó ở trên cái ấm trà này thì sẽ rất là khó. Ví dụ như bây giờ mình tạo ra một cái ấm trà mini, sau đó mình xoay nó, sau đó mình di chuyển nó, sau đó mình ngồi mình canh nó, và sau đó mình cảm thấy không hài lòng, mình sẽ xóa nó. Để tránh cái trường hợp lâu như vậy thì các bạn sẽ chọn một đối tượng các bạn tạo ra, sau đó các bạn nhấn vào auto grid. Auto grid sẽ bắt điểm từng mặt cho các bạn. Các bạn không cần phải coi như là canh giống như hồi nãy, mà bây giờ các bạn chỉ cần tạo ra trên cái bề mặt này, chính xác trục z của cái ấm trà thứ hai này nó sẽ bắt vuông góc với cái mặt phẳng của cái mặt ấm trà thứ nhất, chính xác 100% luôn, không lệch. Đấy, chính xác 100% luôn, không lệch một chút nào. Đây là một tính năng cực kỳ hữu dụng cho những cái quá trình mà làm. Ví dụ như các bạn vẽ là một cái dải ribbon, hoặc là vẽ một cái chiếc áo đi, mà đính trên đó những cái hột mà có kim cương hay chẳng hạn, lớp đấy cái mặt của nó phải dán ở trên cái miếng vải đó, thì không lẽ các bạn ngồi xoay nó rồi di chuyển nó không? Các bạn sẽ sử dụng cái tính năng auto grid này để các bạn làm. Tất nhiên là auto grid nó chỉ có trong những cái vật thể đơn giản này thôi. Còn cái trường hợp mà mình vừa mới nói là đính những cái hạt kim cương mà vào trong cái dải đó, thì nó sẽ có một cái cách khác.
Nhưng mà cũng dựa trên cái cách hiệu là autocrat này, nó chỉ có phần nó là cái tên khác thôi. Thì ở cái bài giảng khác mình sẽ nói kỹ hơn.